Chào các bạn, mình là Phan Block. Hôm nay mình quay trở lại video kỳ 2 giới thiệu về sản phẩm tinh bột lá nhuộm tóc phủ bạc Ibome do công ty Anpa phân phối. Thì như video lần trước, mình đã giới thiệu với các bạn là mở cái hộp mà lớn nhất 12 gói 9 gram này để xem phụ kiện bên trong nó có đã gì. Thì hôm nay video này mình sẽ mở hộp nhỏ nhất và xem là cái bột bên trong nó ra làm sao. Thì các bạn khi mua hàng nên lưu ý hộ mình, đó là nó có hai màu nhé, màu nâu này. Tất cả các sản phẩm nó đều có hai dòng sản phẩm, là màu nâu và màu đen ở chân hộp này này, các bạn nhìn cho kỹ nhá. Và phải có tem của nhà sản xuất, tem chống giả. Thì hôm nay mình sẽ bóc thử một gói màu đen ra để xem là chất lượng sản phẩm ra làm sao. Ok, let's go. Trong một số cái video clip mà nhà sản xuất công bố á, thì sản phẩm này là sản phẩm organic, có nghĩa là nguồn gốc thiên nhiên, khá là an toàn cho việc nhuộm tóc sử dụng. Xu hướng sử dụng sản phẩm organic bây giờ là đang xu hướng phát triển dần, tăng dần đều trên thị trường, nên khách hàng cũng nên tìm những sản phẩm mà có nguồn gốc thực vật để làm mỹ phẩm, trang điểm, kem, dầu gội, nhuộm tóc thì tốt hơn cho bản thân. Thì mình sẽ bóc thử cái này ra xem làm sao. Đây là hộp của nhà sản xuất, có tem. Bóc ra bên trong có gì? À, có một gói sản phẩm, mặt sau có hướng dẫn sử dụng, có ngày sản xuất và có cách sử dụng. Thì cách sử dụng thì mình sẽ làm một cái video khác về cách sử dụng luôn. Và có một điều bất ngờ là trong này có một găng tay luôn. Nhà sản xuất đã tặng các bạn một cái găng tay để nhuộm tóc. Đối với gói nhỏ này thì chắc là chỉ đủ cái lượng cho các bạn chấm chân tóc thôi, chứ không đủ để nhuộm. Nếu các bạn muốn nhuộm thì tối thiểu các bạn phải dùng một hộp này, một hộp 5 gói và giá là bao nhiêu đây? À, giá công bố là 235.000. Thì một hộp này các bạn sẽ nhuộm được một cái đầu cổ nữ đấy, mà tóc lưng vai đấy, chứ không phải là ít đâu. Và độ bền màu nhà sản xuất công bố là 6 tháng. Một hộp này là bạn dùng được 6 tháng này. Còn một hộp to như thế này, 12 gói thì các bạn sẽ dùng là được 1 năm, 2 lần nhuộm. Hộp to, hộp nhỏ này. Đó. Và hộp bé tí luôn này. Hộp này hộp để chấm chân tóc này. Hộp này là để nhuộm này. Và hộp này là full bóc luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ bóc cái sản phẩm ra xem nó có cái gì bên trong nhá. Đeo găng tay làm màu tí thôi, chứ thực ra thì mình cũng không nhuộm. Bây giờ mình sẽ cắt cái sản phẩm này ra xem ra làm sao. À, mình cắt nha. Cắt ra xem bột nó là cái gì bên trong. Nguồn gốc thiên nhiên. Nó như bột matcha các bạn ạ. Như bột matcha ấy. Và để mình xem hướng dẫn sử dụng của nó đó. Hướng dẫn sử dụng đây. Bước 1, pha một gói với 60ml nước nóng và khuấy đến khi được hỗn hợp sệt như sữa chua. Bước 2, chia tóc thành từng phần nhỏ. ABC gì đó các bạn có thể đọc kỹ sau. Cái mình đang cần kiểm tra đó là cái chất lượng của cái bột này. Thì khi mà mở ra thì nó như matcha ấy.
chắc nó đang khô như này, chắc là nó sẽ không lên màu đâu. Đổ nước nóng vào cơ và quấy lên sệt sệt sệt. Mùi thì khá là thơm, mùi 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 giống như mùi thuốc bắc các bạn. Mùi thơm lắm, mùi như mùi thảo dược ấy. Đây, các bạn cho vào bát này, cho vào tô, đổ 60 đến 70 ml nước nóng khuấy sệt sệt đặc lại và sau đó thì các bạn lấy lược chải lên đầu. Một số cái video mà trong các lần hội thảo mình được biết á thì các bạn nhân viên cũng thử ăn cái bột này. Nhưng mà mình không làm thế. Điều đó có nghĩa là sản phẩm này khá là lành, không có hóa chất. Các bạn hãy thử mua một hai gói về tặng cho bố mẹ và xem trải nghiệm thế nào. Nhân đây thì mình cũng luôn giới thiệu luôn là hiện tại công ty Anpa đang phân phối sản phẩm này và tìm các nhà đại lý, các nhà phân phối, các công tác viên bán hàng online nhập sản phẩm này. Bên mình đang có cái chiết khấu rất tốt cho khách hàng nhập số lượng lớn. Còn khách lẻ vào trang web của mình mua thì mua một gói này, bên mình sẽ tặng một hộp này. Có nghĩa là bạn mua một một đợt mua một tặng một đó. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm mới. Mình là Phan Blog. Mình là chuyên gia marketing online, chuyên chạy Google AdWords, Facebook và PR các sản phẩm của các doanh nghiệp.